Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tin sáng ngày 4 tháng 10. Phát ngôn viên Nhà Trắng vừa lên tiếng khẳng định đây chưa phải lúc để đối thoại với Triều Tiên, bác bỏ thông tin từ Ngoại trưởng Mỹ trước đó về cuộc đối thoại giữa hai bên về vấn đề hạt nhân. Nhà Trắng lại một lần nữa tỏ ra mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại và thông tin. Vào hôm 2 tháng 10, phát ngôn viên của Nhà Trắng là Sarah Sanders khẳng định đây chưa phải là lúc đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Cuộc đối thoại giữa đôi bên thời gian qua chỉ là về chuyện đưa người Mỹ ở Triều Tiên về nước. Trước đó, vào hôm thứ Bảy tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã khẳng định trong chuyến công du đến Trung Quốc, ông đã trực tiếp tiếp xúc với phía Triều Tiên để nói chuyện hạt nhân, nhưng Bình Nhưỡng lại không có thiện chí. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên Twitter nói rằng Ngoại trưởng Mỹ đừng tốn sức nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao mâu thuẫn về phát ngôn. Tuy vậy, khi được hỏi Tổng thống có còn chắc chắn về vị trí Ngoại trưởng của ông Tillerson nữa hay không, thì phát ngôn viên Sanders nói rằng ông vẫn rất chắc chắn. Ngay sau vụ tấn công bí ẩn vào một nhân viên trong Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã khiến tình hình ngoại giao Mỹ-Cuba trở nên khó khăn hơn. Mới đây nhất, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ trục xuất 2/3 nhân viên trong Đại sứ quán Cuba tại Mỹ về nước. Quyết định này được đưa ra từ sau thông tin phía Mỹ sẽ cắt giảm hiện diện ngoại giao của mình tại Cuba. Hơn thế, mới đây nhất, phía Mỹ còn cảnh báo công dân nước mình không tới thăm Cuba bởi các vụ tấn công bí ẩn trước đó. Tuy nhiên, những bước đi như thế này của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã gần như hủy hoại toàn bộ thành quả chấm dứt chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia, Cuba và Mỹ, mà cựu Tổng thống Mỹ ông Barack Obama đã gây dựng trước đó. Hiện thì phía Nhà Trắng đã từ chối bình luận về kế hoạch dài hạn hơn, tuy nhiên họ cũng cho biết Nhà Trắng sẽ xem xét thực hiện những bước đi xa hơn để đảm bảo rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm và bảo vệ những nhà ngoại giao của họ. Nhiều nhà làm luật của Mỹ và Cuba cho rằng hành động này là một việc làm trả đũa chống lại chính phủ Cuba đối với các vụ tấn công bí ẩn cách đây vài tháng. Chính quyền của ông Trump cũng cho biết họ sẽ làm việc với những nhà làm luật về các chính sách liên quan tới Cuba trong tuần tới. Sự ảnh hưởng của cuộc trưng cầu độc lập ở Catalonia đã lan tỏa vào bóng đá với việc Gerard Piqué bị yêu cầu rời đội tuyển Tây Ban Nha sau khi ngôi sao bóng đá người Catalan bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Người đã giành được cúp vô địch thế giới và hai cúp vô địch châu Âu cùng với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Gerard Piqué, đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Và trong một cuộc họp báo đầy nước mắt vừa qua vào ngày Chủ nhật, anh cho biết sẵn sàng rời khỏi đội tuyển quốc gia. Hậu vệ của Barcelona đang trong buổi huấn luyện mở ở Madrid để tập luyện với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, trong lúc có hơn hàng trăm khán giả huýt sáo và dương các biển báo kêu gọi Piqué rời khỏi đội. Sự việc dẫn đến buổi tập huấn vào thứ hai phải kết thúc sớm hơn dự định, chỉ sau 25 phút, Piqué và các đồng đội phải rời khỏi sân tập. Nếu một huấn luyện viên hoặc bất cứ quan chức nào có liên đoàn cho rằng tôi là một vấn đề của đội bóng, tôi sẽ bước ra và rời khỏi đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trước năm 2018. Cuộc trưng cầu dân ý mà chính quyền trung ương Tây Ban Nha ở Madrid gọi là bất hợp pháp kết thúc với sự ủng hộ mạnh mẽ cho sự độc lập cho xứ Catalonia. Các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động khiến hơn 840 người bị thương. Câu chuyện ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp đã được nói đi nói lại nhiều lần, đặc biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi để bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, nhìn chung mức độ ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp vẫn còn thấp và nhiều doanh nghiệp còn ngại thay đổi. Một số ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề làm sao để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, 85% doanh nghiệp quan tâm tới cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng có đến 70% doanh nghiệp băn khoăn, không biết làm gì để sẵn sàng đón đầu sự thay đổi. Tại hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp do Hội Doanh nhân trẻ YBA, Chi hội Tân Sơn Nhất tổ chức mới đây, đại diện YBA Tân Sơn Nhất khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Nhìn nhận về mặt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nó rất hạn chế. Nó ở một cái góc độ là không biết được cái công thức, không biết được cái cách thức để làm sao mình chọn lựa được cái giải pháp công nghệ thông tin phù hợp. Thì thông qua hội thảo này chúng tôi muốn mang đến cho cái người tham dự một cái cơ hội để có thể nhìn nhận được cả một cái cách thức mình triển khai hoặc là chọn lựa những giải pháp theo những cái ý kiến từ các chuyên gia khác nhau trong ngành. Ông Vũ Minh Trí, cựu CEO Microsoft Việt Nam, hiện là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Group khẳng định chuyện ứng dụng công nghệ thông tin không còn là chuyện của riêng ngành công nghệ. Năm 10 năm về trước khi mà công nghệ thông tin nó đang rất là kỹ thuật và nó tách rời với lại những cái ứng dụng. Tới thời điểm ngày hôm nay thì công nghệ thông tin nó thực sự không có gì là kỹ thuật nữa hết mà nó là những cái ứng dụng đem vào trong cái quản lý hàng ngày để nâng cao cái hiệu suất làm việc của các doanh nghiệp.
Lấy ví dụ như những doanh nghiệp về bán lẻ, khi mà nói về công nghệ thông tin có thể nó không cần ứng dụng, nhưng mà chắc chắn tất cả những doanh nghiệp bán lẻ đều cần biết là ở 10 cái store của mình hiện nay mặt hàng còn tồn kho bao nhiêu. Theo cách cũ họ phải đi kiểm kho, theo cách cũ họ phải tin tưởng vào nhân viên, như vậy thì mất mát, như vậy thì cái thời gian kiểm kho để có được cái báo cáo cho người quản lý là chậm đi rất nhiều, có khi mất cả tuần. Trong khi đối với cái ứng dụng, những cái ứng dụng về quản lý kho, những ứng dụng về IoT, cái thông tin về kho nó là thời gian thực, tức là luôn luôn nằm trên điện thoại di động của những người quản lý. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở chỗ với nguồn lực rất hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhiều doanh nghiệp ngại thay đổi. Thật ra nó có 3 cái trở ngại rất là lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà ứng dụng công nghệ thông tin. Cái trở ngại thứ nhất đó là cái trở ngại về việc là họ sẽ phải đầu tư quá lớn. Họ đầu tư quá lớn cho, họ không thể đầu tư cho ngày hôm nay không, mà họ phải đầu tư cho 3 năm, 4 năm. Cái trở ngại thứ hai đó là việc cái môi trường bên ngoài thay đổi rất là nhanh. Vậy thì có thể họ đầu tư ngày hôm nay, họ định hướng là họ sẽ phát triển cái mảng A, nhưng ngày hôm sau thì cái mảng A đó không phát triển bằng một cái mảng B họ phải mở, thì như vậy cái đầu tư đó có khi nó phải thay đổi. Và cái thứ ba đó là cái trình độ của cái đội ngũ IT, tức khi họ xây dựng một hệ thống IT họ phải trang bị một cái đội ngũ IT hiểu rất rõ, vừa hiểu về cái nghiệp vụ mà vừa hiểu về công nghệ, như vậy thì mới triển khai được. Thì mỗi một cái doanh nghiệp thì họ khi mà họ vận hành thì họ có những cái thách thức về mặt điều hành rồi là quản trị riêng của doanh nghiệp mình. Khi mà các thách thức đó mà mình đặt sang một cái cơ sở nền tảng là giải quyết bằng các ứng dụng công nghệ thông tin ấy, thì nó sẽ mở ra một cái hướng mơ rất mới cho doanh nghiệp. Nhưng để đạt được điều đó thì rất là thách thức, bởi vì nó tồn tại một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là làm sao mình chọn lựa được đúng cái công nghệ, đúng ứng dụng và giải quyết đúng yêu cầu của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, cũng như có cái tầm chiến lược trung hạn hoặc là dài hạn. Theo ông Trí, hiện các tập đoàn công nghệ lớn đã có những giải pháp công nghệ phù hợp với doanh nghiệp quy mô nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay với công nghệ điện toán đám mây, tức là chúng ta không cần biết là chúng ta phải hiểu về nghiệp vụ, chúng ta không cần hiểu về IT nữa. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ điện toán đám mây, chúng ta cũng không cần đầu tư lớn, mà tất cả những gì những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới đang sử dụng được thì những dịch vụ điện toán đám mây đã cung cấp. Nói một cách khác là tất cả những doanh nghiệp, những cái nhà cung cấp lớn ở trên toàn cầu, như là Amazon, như là Microsoft, đang làm IT cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và cái họ tính tiền chỉ là trên user, có dùng thì trả tiền, không dùng không trả tiền. Như vậy thì khi môi trường nó thay đổi thì chúng ta chỉ việc ngắt cái đăng ký đó thôi, không? Và chúng ta không đăng ký theo cái xài những cái gói dịch vụ đó, chúng ta chuyển sang xài gói dịch vụ khác. Vì thì hoàn toàn nó không có một cái đầu tư gì về hạ tầng hết. Vấn đề còn lại là chọn giải pháp như thế nào để phục vụ được nhu cầu của doanh nghiệp trong hiện tại, trung hạn và cả dài hạn. Chuyển sang thị trường chứng khoán hải sản tiếp tục trượt dốc trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 10. Áp lực bán tăng mạnh đã đẩy VN Index rơi khỏi mốc 800 điểm. Chỉ số VN Index dao động khá hẹp vào đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, thị trường lại giao dịch theo chiều hướng không mấy tích cực. Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn thiếu sự bứt phá, thanh khoản trên sàn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Bước sang phiên chiều, áp lực bán bất ngờ tăng vọt tại nhiều cổ phiếu, sắc đỏ bao trùm trên toàn sàn, khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang hơn. Chỉ số VN Index thủng mốc 800 điểm do thiếu sự hỗ trợ từ các mã vốn hóa lớn. Dòng tiền vào thị trường tiếp tục sụt giảm, trong khi bên bán lại đang chiếm ưu thế. Khép phiên, VN Index giảm 0,53% xuống còn 798 điểm, thanh khoản chưa đến 3.300 tỷ đồng, tương đương hơn 162 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc đỏ bao trùm trên sàn Hà Nội trong suốt phiên giao dịch, lực bán cũng diễn ra theo gia tốc tăng dần, đẩy hàng loạt cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm giá. Giao dịch trên sàn vẫn giữ ở mức thấp. Chốt phiên, HNX Index giảm 0,91% về mốc 106,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52 triệu đơn vị, ứng trên 580 tỷ đồng. Bước sang phiên giao dịch đầu tiên của quý tư 2017, các chỉ số chính trên phố Wall đồng loạt tăng điểm, chỉ số Dow Jones tiếp tục lập đỉnh mới.
Kết phiên giao dịch ngày 2 tháng 10, chỉ số Dow Jones tăng 0,68% với sự hỗ trợ tích cực từ đà tăng điểm của cổ phiếu Goldman Sachs. Chỉ số S&P 500 tăng 0,39%, dẫn đầu bởi cổ phiếu của mảng chăm sóc sức khỏe và tài chính. Cổ phiếu lĩnh vực công nghệ sinh học cũng đã có một phiên giao dịch tích cực nhất kể từ hồi tháng 8. Trong khi đó, cổ phiếu của General Motors tăng mạnh 4,4% sau khi chốt phiên giao dịch ngày 2 tháng 10. Chỉ số Nasdaq cũng được phiên tăng điểm tăng 0,3%, bất chấp cổ phiếu của Facebook, Netflix và Alphabet giảm điểm. Các chỉ số được một phiên giao dịch đầy khởi sắc, đây được đánh giá là phiên giao dịch tích cực nhất của chứng khoán phố Wall trong lịch sử. Tuần trước, các nhà làm luật phía đảng Cộng hòa đã đưa ra bản dự thảo cải cách thuế, trong đó bao gồm việc hạ thuế doanh nghiệp xuống 20%. Mức thuế doanh nghiệp hiện tại Mỹ đang ở mức 35%. Cải cách thuế được coi là một trong những nhân tố quan trọng tác động tới tâm lý của giới đầu tư phố Wall, cũng như xu hướng tăng giảm của cổ phiếu trên phố Wall. Trên thông tin kinh tế, chỉ số sản xuất ISM tăng 60,8% trong tháng 9, đây cũng là mức tăng kỷ lục kể từ hồi tháng 5 năm 2004. Bên cạnh đó, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại tại Las Vegas xảy ra mới đây đã khiến cổ phiếu của tập đoàn kinh doanh sòng bạc Las Vegas Sands giảm 2,1% sau khi chốt phiên giao dịch. Trái ngược với xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm hôm trước, chứng khoán Á phiên ngày 3 tháng 10 kết thúc tăng giảm đan xen. Kết phiên, ngoại trừ chỉ số ADX 200 của Úc giảm điểm, các chỉ số còn lại đều tìm được sắc xanh. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng mạnh 1,05%. Thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn đóng cửa nghỉ lễ. Tiêu điểm trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 10 tại thị trường chứng khoán châu Á là đồng đô la Úc. Khi chốt phiên, đồng đô la Úc đã tìm được dấu hiệu phục hồi sau quá trình lao dốc lúc mở đầu phiên giao dịch. Những dấu hiệu tích cực này cho phép Ngân hàng Dự trữ Úc giữ tỷ giá tiền mặt ở mức thấp kỷ lục là 1,5% trong 14 tháng liên tiếp. Kết phiên giao dịch ngày 3 tháng 10, hầu hết cổ phiếu ngân hàng của Úc giảm điểm. Cụ thể, cổ phiếu của ngân hàng ANZ giảm 0,1%, Commonwealth Bank giảm 1,55%, cổ phiếu của ngân hàng quốc gia Úc giảm 0,69%. Và trong phần tiếp theo của chương trình Tin Sáng sẽ là các thông tin chính như sau. Đã khôi phục 100% kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế. Hòn đảo du lịch Bali của Indonesia vắng khách vì lo sợ núi lửa Agung phun trào.